Các designer thường nghĩ để hoàn thiện một sản phẩm thì thao tác trên máy mới là các bước quan trọng nhất. Chưa chắc đã đúng đâu. Hãy cùng thầy Thế Vương tìm hiểu xem quá trình 10 bước để hoàn thiện một sản phẩm đồ án graphic design và tự xem đâu mới là bước quan trọng nhất nhé. Để mà xét về cái quá trình làm đồ án thì mình sẽ tổng kết trong vòng 10 bước. Thứ nhất là các bạn ấy sẽ nhận bước 1, đấy là chúng ta sẽ tiếp nhận những cái yêu cầu quy chuẩn của đồ án của project từ FPT Arena Multimedia. Và bước số 2 thì bắt đầu các bạn ấy sẽ nghiên cứu thông tin tất cả mọi thứ liên quan đến đồ án, về giới hạn, về phạm vi, về quy mô đồ án. Bước số 3 là bắt đầu các bạn ấy sẽ cần phải xác định cái mục tiêu cốt lõi. Bởi vì thực chất là tất cả những sản phẩm thiết kế đồ họa chúng ta không phải chỉ làm để cho nó đẹp, mà thường thường thì chúng ta sẽ có hai cái mục tiêu cụ thể. Có thể là mục tiêu về mặt kinh doanh, chúng ta bán sản phẩm, nhưng cũng có thể là những mục tiêu về truyền thông, đó chính là xây dựng một cái nhận thức về thương hiệu. Và thông qua đó thì chúng ta tác động tới với cả người tiêu dùng. Và sau khi mà các bạn đã xác định được cái mục tiêu của mình thì các bạn sẽ chuyển sang cái bước là chúng ta sẽ phát triển ý tưởng. Đầu tiên là sẽ phát triển ý tưởng cá nhân trước. Mình sẽ có cái sự offer cho tất cả các bạn là mỗi một cá nhân ở trong một team thì các bạn ấy sẽ có thể là tìm kiếm những cái việc phát triển ý tưởng của bản thân. Ví dụ như là bạn ấy có thể đến từ một bài hát, một bộ phim. Có thể là các bạn ấy thông qua là các bạn tham khảo một số những cái mẫu thiết kế ở trên những cái trang mạng xã hội. Và sau khi đã phát triển ý tưởng cá nhân thì đến bước số 4, đó chính là phát triển ý tưởng theo nhóm. Và đây mình nghĩ đây là một cái bước rất là quan trọng, bởi vì lúc này thì cái tác dụng của cái người leader ấy nó trở nên cực kỳ cần thiết. Ví dụ như là mình có gợi ý cho mỗi một bạn leader, các bạn ấy có thể tổ chức nhóm theo một số những cái hình thức để phát triển ý tưởng. Ví dụ như là brainstorming này, sketch note này, có thể là vẽ theo sơ đồ 2D mind map. Sau khi mà các bạn ấy hoàn thành xong bước số 4 là làm việc theo nhóm thì chúng ta sẽ chuyển sang bước số 5. Đấy là các bạn ấy sẽ là cái bước sketch, là cái bước phác thảo. Đây cũng là cái bước hay ho nhất. Mỗi một bạn thành viên dựa trên cái mục tiêu cốt lõi, dựa trên những yêu cầu đề bài và dựa trên những sự thống nhất ở trong cái việc họp nhóm, các bạn ấy sẽ bắt đầu là thiết kế ra những mẫu phác thảo logo và thiết kế ra những mẫu phác thảo của key visual. Thì đối với mình là đây là cái bước mà bắt đầu các bạn ấy hình ảnh hóa cái ý tưởng ở trong đầu của mình, chuyển thể từ ngôn ngữ hình ảnh sang ngôn ngữ về vẽ tay. Và đây là một cái cực kỳ thú vị. Sau khi mà những cái mẫu phác thảo ở cái bước số 5 này được chấp thuận thì các bạn ấy bắt đầu có thể phác thảo, chuyển thể những mẫu phác thảo này trở thành những sản phẩm thiết kế ở trên phần mềm ở bước số 6, thông qua một số những phần mềm mà các bạn sinh viên đã được học ở trong kỳ 1, ví dụ như là Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom. Tiếp tục nữa là trong cái quá trình mà các bạn thiết kế trên máy thì dần dần từ cái việc là thiết kế logo thì các bạn ấy đồng thời song song làm thêm những sản phẩm khác, ví dụ trong những cái bộ văn phòng, bộ quảng cáo, bộ quà tặng, bộ truyền thông. Bước số 7, đấy là chúng ta cứ lần lượt duyệt, nhận đánh giá và chỉnh sửa. Đây giống như một cái môi trường giả lập mà các bạn ấy làm việc trên doanh nghiệp vậy đấy. Và các bạn ấy sẽ nhận những cái đánh giá, có thể là từ chính bản thân mình, nhưng mà cũng có thể là những đánh giá khách quan từ chính những cái bạn khác trong team và những cái bạn ở những cái nhóm khác. Mình tạo ra một cái môi trường mà tất cả mỗi anh chị em đều có thể được nói lên cái chính kiến của mình và cái ý tưởng thiết kế của mình, để dần dần là rèn giũa cho các bạn ấy những cái tính nghệ sĩ cá nhân, cũng như là các bạn ấy dám bảo vệ cái quan điểm của mình. Và sau khi hoàn thành xong bước số 7 thì chúng ta sẽ chuyển đến bước số 8. Đó chính là các bạn ấy sẽ bắt đầu là công bố cái sản phẩm của mình. Các bạn ấy sẽ bắt đầu là hoàn thành những cái phần in ấn và set up một cái buổi bảo vệ đồ án. Và đương nhiên rồi, đến bước số 9 thì các bạn ấy sẽ chính là cái ngày mà thuyết trình của các bạn ấy. Thì các bạn ấy không chỉ là cái câu chuyện chúng ta phải làm sao cho đẹp nữa. Bởi vì ngày nay, ngoài những cái chuyên môn cứng về thiết kế, thì mỗi một cái người graphic designer nói chung thì chúng ta đều phải biết thêm về những cái kỹ năng mềm. Đó có thể là kỹ năng thuyết trình, là kỹ năng bạn pitching, bạn chia sẻ về cái dự án của bạn, cũng như là bạn thuyết phục khách hàng. Thì cái ngày bảo vệ đồ án chính là một ngày mà các bạn ấy phát triển mạnh hơn về cái kỹ năng mềm cho bản thân mình. Và cuối cùng, sau khi kết thúc đồ án thì chúng ta sẽ đến bước số 10. Đối với mình thì cái bước số 10 là một cái bước mà mặc dù có thể có nhiều team người ta đã bỏ qua, kiểu như là xong đồ án là tôi nghỉ xả hơi vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng bước số 10 là bước rất quan trọng, đó chính là bước tổng kết và đúc rút kinh nghiệm.
Mỗi một team, nhất là những team nào mà các bạn ấy có cái quá trình làm việc chuyên nghiệp, thì các bạn ấy sẽ họp team lại để xem là ví dụ đồ án đợt vừa rồi được các giảng viên nhận xét như thế nào này, hay là có những cái đóng góp khách quan từ phía những người khách mời, thì các bạn ấy sẽ về các bạn ấy chỉnh sửa và các bạn ấy đưa ra những cái phần đúc rút cả về thiết kế làm sao cho nó đẹp hơn, cũng như là những cái quy cách làm việc teamwork, để đến khi mà các bạn ấy lên những kỳ trên thì các bạn ấy có một cái cách làm việc nó hiệu quả, logic. Chúc cho cả lớp thì sẽ có một cái thời gian làm đồ án hiệu quả, chất lượng và sẽ đem đến được những cái bộ đồ án tuyệt vời nhất cho trường.